Sau đó các bạn sẽ tiến hành các bạn tháo mở họng ga của xe. Quá trình họng ga của xe sử dụng lâu ít được bảo trì bảo dưỡng thông rửa sạch sẽ. Xe sinh ra tình trạng là thiếu xăng, cho nên khi mà nguội máy cho là xe các bạn để qua đêm để rất khô nổ.